Hi, chào các bạn. Hôm nay mình đi giằng dây cho cây thực dược đây. Đây. Đây là thực dược bán sớm của mình nhá. Đây bạn này. Bạn thấy nó đẹp không ạ? Nếu không đi giằng dây này nó bắt đầu đổ rồi này. Nó dài quá các bạn ạ. Giằng dây vào khoảng 5 ngày thì trông nó sẽ lại đẹp lại. Những cái Dalloyanigma này. Đấy, hôm nọ vẫn mới quay xong ấy. Còn đây mới là hàng Tết các bạn nhá. Đây này, đây mới là hàng Tết này. Đây là đỏ tiết dê, nó dài ngày nên mình cắt trước thì cây nó to như này nhá. Bây giờ mới bắt đầu đi cắm cọc các bạn ạ. Mình bận hoa kìa, chuẩn bị lại tỉa lụ rồi. Đây, trắng tay chuột Hải Phòng này. Tím nhạt nữa này. Tím nhạt thì bị sớm rồi các bạn ạ. Còn những cái loại nhị tài mới lại đỏ tiết dê này thì nó dài ngày nên là cây nó phải to. Còn đây là cây cái gì nhỉ? Fanship. À, trắng tím đấy các bạn ạ. Cái cây này thì nó nhanh có hoa nên là cây nó nhỏ như thế này. Những cái loại nào nhanh có hoa hơn thì cây nó sẽ nhỏ. Còn cái kia là cây bung một kìa các bạn kìa. À, một thân mình không cắt này. Đợt đấy mình bận mình không cắt, đến qua ngày rồi thôi mình để luôn. Còn chậu to thì mình chỉ có hai cái này thôi. Mình trồng hai chậu để chơi này thôi các bạn này. Hồng mình còn không làm cỏ được luôn. Giờ mình nói kể về thực dược. Cái thực dược thì nó lớn rất nhanh các bạn nhé. Một tuần là nó to lắm rồi. Đây như cây này này. Bạn nhìn thế này, nếu như mà một tuần trước thì nó sẽ bé hơn cả thế này nữa cơ. Bây giờ thì nó to lắm, mỗi ngày nó mở ra được một cặp lá đấy các bạn ạ. Thế nên là nhìn những cái cây này như này, cái giống này thì là nó vừa nhá, chứ nó không sớm nhá. Đỏ tiết dê thì như này là vừa rồi. Nhưng mà một số giống như là tím nhạt với trắng tay chuột kia là nó sớm kìa các bạn kìa. Bây giờ nói xử lý nụ sớm thì thế nào ha? Đây, rất đơn giản thôi các bạn ạ. Đây như cây miến này nhá. Lụ nó thế này đúng không? Bây giờ nếu cây này mình muốn căn lại vào Tết vẫn căn được các bạn ạ. Mình cắt xuống đến đây là nó vào Tết này. Đây, cắt xuống đến đây là nó sẽ lui lại một tháng có hoa này các bạn này. Đây nha, từ cái nụ này, từ cái cặp lụ trẻ này. Xuống dưới này các bạn bỏ qua cái tai này các bạn cắt. Là nó lui lại một tháng. Còn các bạn cắt luôn cái này. Bây giờ các bạn cắt nhé, chứ không phải đợi hoa lở nhé. Đợi hoa lở thì không được. Bây giờ cắt luôn như thế này là nó lùi lại 20 ngày này các bạn này. Là phải gần Tết nó mới bắt đầu lở. Còn bây giờ mình để như thế này là bây giờ là 16 à 17 tháng 11 không. Tháng này tháng thiếu không. Nếu như mà mình để cái nụ như thế này thì chỉ đến đầu tháng sau là nó nở rồi. Những cái nụ như thế này này, nhìn thấy rõ như thế này này, chỉ có 20 ngày là nở thôi các bạn ạ. Còn những cái lụ vô hạt gạo mới bắt đầu mà gọi. Ở đây mình không nhìn thấy cái lụ là có một tháng nở. À đây. Những cái lụ bắt đầu vô nụ như này với lại những cái ngọn này là khoảng một tháng, hơn một tháng nhé các bạn nhé. Khi cái cây này mà nó bị sớm như thế muốn căn lại vào Tết ấy, thì một số vùng không phải là lúc nào cũng bán được các bạn ạ. Như mình như này này, trước thì mình bán được rất ít thôi. Ở chỗ mình thì cái hoa thực dược này cắt cành không bán được nên buộc phải bán chậu các bạn ạ. Còn vì sao mình vẫn trồng là tại vì mình thích nên mình trồng thôi. Chứ còn lượng bán thì nói thật không được bao nhiêu. Qua là mình yêu thích thực dược. Mình thích từ cái thời mà mình còn nhà mình còn chưa làm hoa đấy các bạn ạ. Hơn 20 năm trước ấy. Mình đánh mất một cái giống nó cổ lắm rồi. Ôi lại, lại nạc đề rồi. Đây. Như thế này, nụ như thế này. Cắt ở tại thời điểm nụ nó như thế này nha các bạn nhé. Nó chưa có màu nhé. Thì các bạn phải cắt xuống. Cắt xuống như thế này. Cắt xuống thêm một cặp lá nữa. Từ cái lụ này cắt xuống thêm một cặp lá nữa là nó lùi lại một tháng sau nó sẽ lở này. Một tháng so với cái lụ này nhé, chứ không phải một tháng so với thời điểm hiện tại. Là nó sẽ đúng vào Tết. Là một tháng rưỡi, khoảng một tháng rưỡi, 40 ngày. Còn nếu như các bạn chỉ cắt thế này thôi thì nó sẽ lùi lại khoảng 20 ngày thôi các bạn ạ. Thì là nó sẽ lùi lại khoảng tầm 2-5 ngày so với hiện tại đi. Là sẽ lở vào tầm cuối tháng 12. Đây còn cắt, cắt cái thời điểm nụ như thế này nhé. Cái thời điểm nụ như này này, nhưng mà vặn vặt đi. Mình không gãy đâu, cái này mình để bán sớm. Mình gãy cái lụ này đi thì nó cũng sẽ lùi lại một tháng các bạn ạ. Bây giờ mình gãy cái lụ này thì là nó cũng sẽ căn vào cuối tháng 12. Thì lúc đấy thì mình lại tính tiếp các bạn ạ. Đến cái lúc nó lở mình lại tính tiếp nhá. Lúc nó gần nở, tốt hơn hết là cứ căn vào cuối tháng 12. Vì bán nó phải bán sớm hơn một chút. Nó mới có giá chứ đợi căn cận ngày rồi thì không bán được. Nhất là những bạn bán buôn ấy. À mà dĩ nhiên mình ở đây chỉ giới thiệu cho những cái bạn mà thế thôi, chứ còn nhà vườn thì mình không không ấy được. Đây các bạn này.
Đây là hoang ngoại. Đây là hoang ngoại nhé. Đây các bạn này. Mình không, mình thì không đánh tác nhưng cây này thì mình biết tên này. Mà mình không biết đọc kiểu gì nữa. À thì mình sẽ chụp bông này làm hình đại diện xong nè. Hình đại diện của video xong mình ghi tên vào đấy nhá. Đây. Đây như cây, mấy cây này là sớm này các bạn này, Tết là sớm lắm đấy này. Đây là Brosuga này, nhìn cái ngọn là biết luôn rồi. Một cây tổ ong các bạn ạ, tổ ong màu cam đỏ. Đây như những cái cây này là sớm nhá. Bây giờ cắt là không được đâu. Phải đợi nó có lụ mới cắt. Ở đây mình không có cái nào luôn. Nó đúng cái thời điểm căn để cắt mà nói. Nhẽ này để lấy sau. Khi mà các bạn lấy cái lụ Tết là nó bắt đầu nó trụm cánh như này này, bắt đầu nó phun cánh ra thì là lụ chuẩn Tết. Vào 25 Tết ấy này nó như thế là nó chuẩn Tết. Nhưng các bạn phải cắt làm sao mà để lại cái những cái lụ nào mà tỏa 23 nó như thế cơ. Thì lúc đấy bán nó vừa được giá mà vừa dễ bán các bạn ạ. Không có cây nào cả. Thôi để hôm nào có mình quay vậy. Chào các bạn nhé.